xem tử vi tuổi Tân Dậu năm 2019 nữ mạng thì có được sao Mộc Đức chiếu mạng và gặp hạn Tam Kheo. Sao chiếu mệnh là một phước tinh của con người mang đến may mắn, tài lộc, còn hạn tuổi chỉ là một tiểu hạn, nhưng cần phòng chuyện xe cộ, đi lại. Tử vi tuổi năm 2019 tuổi Tân Dậu nữ mạng có vận niên và ngũ hành đều tốt. Đặc biệt là trong năm Kỷ Hợi thì tiểu vận của người sinh năm 1981 rất tốt. Tất cả điều này sẽ tạo tiền đề cho một năm với những sự hanh thông và thuận lợi. Y tử vi tuổi Tân Dậu 1981 năm 2019 nữ mạng. Mạng, thạch lựu mộc, cây thạch lựu. Sao, mộc đức, may mắn, danh lộc tốt. Hạ, tam kheo, xây sát tay chân. Vận niên, thử quy điền, chuột về đồng, tốt. Thiên can, tân gặp kỷ, tương sinh, có lợi. Địa chi, dậu gặp hợi, tam tai ốm đau, khó khăn. Xuất hành, ngày mùng 1 Tết, từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, giờ địa phương, đi về hướng Bắc để đón tài thần, đi về hướng Đông Nam để đón hỷ thần. Màu sắc, hợp màu, vàng, đen, kỵ màu, trắng, đỏ. Tổng quát tử vi tuổi Tân Dậu nữ mạng. 1. Con người, tính cách chiếu theo tử vi chọn đời và phần luận đoán tử vi tuổi Tân Dậu năm 2019 nữ mạng quý bạn là người thẳng tính khá nóng nảy, nhiều tự tin, hăng say trong công việc, dễ hòa hợp với mọi người. Quý bạn, bên ngoài nhu mì, duyên dáng, bên trong thì quyết đoán và có nhiều định kiến. Vì vậy, khi công việc theo đuổi có biến chuyển không lường trước, quý bạn lung túng, khó vượt qua, là người có đầu óc tổ chức, quản lý giỏi. Nếu theo ngành kinh doanh thương mại, kế toán rất dễ thành công. 2. Sự nghiệp, tiền tài đối với gia đình. Tuổi Tân Dậu là người con hiếu thảo, nhưng không hòa thuận với anh chị và sẽ là người vợ hiền, người mẹ quý khi lập tổ ấm riêng, với tài quán xuyến trong ngoài, dạy dỗ con cái thành nhân. 3. Cuộc sống, vận hạn quý bạn sanh thuận thu đông. Ban ngày, cuộc đời có nhiều may mắn, ít đổi thay, dễ tạo hạnh phúc giàu sang. Nếu nghịch xanh, phải chịu thăng trầm nhất là đường tình duyên thường gặp khó khăn, trắc trở. Tuy, cuộc sống không lâm vào túng quẫn, tiền bạc có, nhưng khó cầm giữ. Từ trên tuổi 40 sẽ vững vàng, hậu niên đầy đủ phước lộc. Xem tử vi tuổi Tân Dậu năm 2019 nữ mạng về mặt sao hạn. 1. Sao chiếu mệnh tử vi Tân Dậu 2019 nữ mạng năm nay quý bạn gặp sao sao Mộc Đức chiếu mạng. Sao hạn này thường đem lại nhiều may mắn trong việc học hành, thi cử, công việc làm ăn tốt nhưng cũng dễ bị đau ốm, tai nạn thình lình. Mộc Đức sao sáng mênh mông lộc tài xuân hạ thu đông dạng người bán buôn vốn một phát mười ra môn rộn rã nụ cười ấm no. 2. Hạn tuổi tử vi tuổi Tân Dậu nữ mạng năm 2019 quý bạn gặp vận niên thử quy điền là hình tượng chuột về chui vào ruộng lúa. Đây là điểm báo một năm gặp được nhiều may mắn bất ngờ. Hầu như định làm việc gì đều gặp được quý nhân giúp đỡ, hợp tác với người thì được tin dùng, đầu tư kinh doanh đều có cơ hội thành công sướng quá. Tha hồ mà ăn, ăn biết bao giờ cho hết. Tiền bạc dễ dàng có hoạnh tài, đường quan lộc cũng có cơ hội thăng tiến, nhưng nên cẩn thận và kín đáo. Gặp được bạn tốt, có hỷ sự. 3. Tứ trụ tử vi nữ 1981 năm 2019 về tứ trụ với thiên thuận, địa lợi. Hoàn cảnh không mấy đổi thay từ công việc làm ăn đến tình cảm, sức khỏe, gia đạo, rất có lợi cho cuộc sống. Ra ngoài ngoại giao thì gặp được nhiều bạn bè tốt hay gặp quý nhân giúp đỡ trong công việc làm ăn. 4. Vận niên tử vi 2019 tuổi Tân Dậu nữ mạng vận niên là hình tượng chuột về chui vào ruộng lúa. Đây là điểm báo một năm gặp được nhiều may mắn bất ngờ. Hầu như định làm việc gì đều gặp được quý nhân giúp đỡ, hợp tác với người thì được tin dùng. Đầu tư kinh doanh đều có cơ hội thành công sướng quá. Tha hồ mà ăn, ăn biết bao giờ cho hết. Tiền bạc dễ dàng có hoạnh tài, đường quan lộc cũng có cơ hội thăng tiến, nhưng nên cẩn thận và kín đáo. Phối hợp các yếu tố trên tử vi Tân Dậu 2019 nữ mạng, đứng về mặt ngũ hành để luận giải. Năm nay can kỷ thuộc âm, ngũ hành hợp thổ. Hậu vận là thiếu gốc, thổ vận bất cập. Đối với quý anh mạng mộc, gặp năm mộc là tương trợ. Bên cạnh đó, tử vi 2019 tuổi Tân Dậu nữ mạng còn cho biết năm nay dính hạn tam tai, tuy nhiên sao hạn, vận niên đều tốt cũng hóa giải được phần nào. Vận niên thử quy điền,
Rất tốt nếu tiếp nối công việc cũ, môi trường cũ, lợi tức sẽ dễ dàng tăng trưởng và tinh thần cũng được an vui. Vận hạn tuổi Tân Dậu năm 2019 nữ mạng về mặt tử vi. 1. Cung đặt mệnh tử vi tuổi Tân Dậu 1981 năm 2019 nữ mạng tiểu vận đi vào vương địa, có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn, hóa giải các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Đại hạn 10 năm, từ 33 đến 42 tuổi, tài lộc hưng vượng, tình cảm tốt đẹp. Tiểu hạn đang vào vương địa, lại được hưởng cái tốt của đại hạn cho nên dù có khó khăn nhưng ra ngoài vẫn có người giúp đỡ và hỗ trợ về làm ăn. 2. Cung tiểu hạn tử vi tuổi Tân Dậu năm 2019 nữ mạng tiểu vận cung mệnh có sao Long Trì, đại hao, quan phù. Đây là bộ sao chủ về tiền bạc, có sự tiêu pha nhiều, cẩn thận gặp phải cửa quan. 3. Cung tam hợp tử vi tuổi Tân Dậu nữ mạng năm 2019 trên tam hợp mệnh có các sao Tấu Thư, Đường Phủ, Giải Thần, Phượng Các, Tràng Sinh, Lực Sĩ Hoa Cái. Đây là bộ sao tốt chủ về có tin vui trong gia đình và có quý nhân giúp đỡ trong công việc làm ăn. Ngoài ra còn có bộ sao xấu như Bạch Hổ, Kình Dương, Thiên Khúc, Mộ, Thái Tuế. Đây là bộ sao chủ về máu huyết lưu thông kém, có sự thay đổi về công việc lại. 4. Cung xung chiếu tử vi nữ 1981 năm 2019 cung xung chiếu mệnh có thiên quan, LN văn tinh, tiểu hao, phá toái, điếu khách, thai. Tuần đây là bộ sao chủ về tiền bạc tiêu pha nhiều, công việc làm ăn có người phá hoại hay có chuyện buồn đưa tới. Tổng hợp các yếu tố trên. Về phương diện ngoại giao và việc làm, năm nay tuổi Tân Dậu mệnh đặt tại nơi sinh địa thì tất cả mọi công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, có quý nhân giúp đỡ về công việc. Về phương diện tài chính, tiền bạc hanh thông, kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau. Về phương diện tình cảm, vợ chồng hạnh phúc bên nhau, tình cảm keo sơn vũng bền. Về phương diện sức khỏe, ra ngoài chú ý xe cộ đi lại cẩn thận hay chân tay có tì vết. Nhìn chung, tử vi Tân Dậu năm 2019 nữ mạng, năm nay quý bạn được hưởng thiên thời, địa lợi cho nên mọi công việc làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn. Tuy đầu năm có gặp khó khăn nhưng mọi việc đều qua, và trong năm 2019 quý bạn phải chú ý xe cộ đi lại và chân tay cẩn thận. Năm nay cũng là năm tam tai của quý bạn nên làm ăn đầu tư buôn bán nên cẩn thận. Tân Dậu phần số quý bạn. Có tài nhưng chẳng gặp. Thời công danh trắc trở, cơ ngơi khó bền. Bạc tiền khi xuống khi lên. Nợ duyên không chọn, khó yên gia đình. Đông xuân xanh thuận đẹp tình. Nghịch xanh lỗi số, một mình đắp xây. Trung niên danh lộc đủ đầy. Hậu vận là lúc rồng mây trùng phùng. Kỷ hợi hưởng phước lộc trời. Tiền tài sự nghiệp một thời vẻ vang. Các tháng tốt nhất trong năm 2019 đối với tuổi Tân Dậu nữ mạng là tháng 1, tháng 8, tháng 12 âm lịch. Đây là các tháng tốt nhất để cho tuổi Tân Dậu làm mọi việc vật phẩm phong thủy hộ thân. Đối với tuổi Tân Dậu nữ mạng trong năm 2019 để tăng cường cát khí cho sao Mộc Đức thì nên đeo trang sức đá quý màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc dùng màu đen thuộc hành thủy để thủy sinh mộc càng thêm tốt, như đeo đá quý màu đen hoặc màu xanh dương như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Hay nên dùng sim phong thủy có ngũ hành thủy hoặc mộc để tăng vận khí của bản thân. Luận tử vi tuổi Tân Dậu năm 2019 nữ mạng theo các mùa. 1. Vận mệnh tuổi Tân Dậu năm 2019 nữ mạng trong mùa xuân. Tháng riêng, đầu năm quý bạn nên chú ý bệnh về máu huyết hay trong nhà có người đau ốm. Tháng 2, công việc làm ăn gặp nhiều may mắn hay có quý nhân giúp đỡ về công việc. Tháng 3, tiêu hóa ăn uống không được tốt, tiền bạc tiêu pha nhiều, công việc có người phá. 2. Xem bói tuổi Tân Dậu năm 2019 nữ mạng vào mùa hạ. Tháng 4, có chuyện vui trong gia đình tuy nhiên tình cảm vợ chồng không được tốt. Tháng 5, có sự thay đổi công việc làm ăn hay di chuyển đến nơi ở mới. Tháng 6, không nên đầu tư tiền bạc nhiều vào công việc chủ về thua lỗ. 3. Xem tuổi Tân Dậu năm 2019 nữ mạng trong mùa thu. Tháng 7, cẩn thận sức khỏe hay có tang trong họ hàng anh em bạn bè. Tháng 8, được âm phù dương trợ cho nên mọi việc hanh thông, gặp hung hóa cát. Tháng 9, có bệnh về đường tiêu hóa ăn uống kém hay ra ngoài chú ý gặp cửa quan.
4. Xem tử vi năm 2019 tuổi Tân Dậu nữ mạng trong mùa đông. Tháng 10, có tin vui trong gia đình thêm người, tuy nhiên thì chú ý trộm cắp. Tháng 11, xuất hành đi xa thì chú ý xe cộ hay chân tay phải đề phòng cẩn thận. Tháng chạp, có lộc về tiền bạc đưa tới, tuy nhiên nếu sinh đẻ chú ý khi lâm bồn. Hướng dẫn cách cúng giải sao hạn trong năm 2019 chiếu theo vận hạn tuổi Tân Dậu năm 2019 nữ mạng để giải hạn cầu an đầu năm, dâng sớ cầu tài, cầu lộc vào mỗi tháng và cùng vào ngày 25 âm lịch và cúng vào lúc 19 giờ đến 21 giờ, thắp 20 ngọn đèn và lại về hướng đông làm lễ. Bài vị dùng giấy xanh, đông phương giáp ất mộc đức tinh quân, rồi khấn, cung thỉnh thiên đình thánh vân cung đại thánh. Trùng quan triều nguyên mục đức tinh quân vị tiền.